trước mắt các bạn là một cục đá thạch anh trắng được anh em lột ra, rồi lột vỏ. Phía này còn hơi vàng phèn, biểu thị cho đá thật. Và tự nhiên anh em lấy từ trên đỉnh núi xuống. Các cụ bảo là gần đá thì xa bệnh. Nếu các bạn trong nhà chưa có cục đá nào thì có thể sử dụng một cục đá thanh thu nguyên khối để trong nhà, để trấn trạch, làm cho ngôi nhà khỏe mạnh, năng lượng. Các cụ từ ngàn xưa bảo gần đá thì xa bệnh. Chơi đá giúp các bạn thanh cao và sang trọng. Có một cục đá trong nhà thì cục đá này sẽ giúp bạn gửi các tia sóng từ phát ra từ máy tính, điện thoại, tivi, các thiết bị điện tử trong nhà. Và các khí xấu, các sóng của dưới lòng đất tác động ngôi nhà ngoài không trung đi xuống. Nếu các bạn không có điều kiện thì hãy sử dụng một cục đá cũng được. Còn nếu các bạn có điều kiện khá hơn, có thể sử dụng những cục khác. Hoặc chưa đang chuẩn bị xây nhà thì có thể chôn những cục đá này dưới nền nhà để khử các sóng từ phát ra từ máy tính, điện thoại, tivi. Rất nhiều gia chủ đã sử dụng những cục đá thanh hồng to đẹp, vừa trang trí vừa trấn trạch, vừa để dành cho con cháu mai sau. Chơi đá không bao giờ bị lỗ thời và không bao giờ bị có thể trường tồn với thời gian, không bị hỏng hóc. Anh em nhà sàn Tây Nguyên chúc các bạn một ngày mới đầy năng lượng, vui vẻ. Anh em nhà sàn Tây Nguyên xin chào.